Con xin kính chào quý cộng đoàn. Kính thưa quý cộng đoàn, biến cố về Đức Giám mục Vinh Sơn Phaolô Phạm Văn Dụ tại giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng còn nguyên vẹn sau 23 năm. Con xin mời quý vị cùng đón nghe thư luân lưu của Đức Giám mục đương nhiệm Giuse Châu Ngọc Trì. Tòa Giám mục Lạng Sơn, số 4 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Thư luân lưu hậu cải táng các chủ chăn của gia đình giáo phận. Quý cha và anh chị em thân mến, tôi dự định xong tuần tĩnh tâm của hàng giáo xí giáo phận mới thông tin cho anh chị em đôi điều về cuộc cải táng các chủ chăn của giáo phận chúng ta trong những ngày này. Nhưng vì thông tin bên ngoài quá sôi động nên tôi dành thời gian trình bày đôi điều để mọi người bình tâm và hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các chủ chăn đáng kính. Như quý cha và anh chị em biết, trong hơn một năm qua, chúng ta cải tạo chỉnh trang sân vườn nhà thờ chính tòa và chuẩn bị nơi chốn xứng hợp để tiến hành cải táng cho ba vị chủ chăn của giáo phận được an táng trước sân tòa giám mục. Hai chủ chăn được cải táng lần hai là Đức ông Benchan Cotonichio OP, thủ doãn tông tòa đầu tiên của giáo phận năm 1919 đến năm 1925, qua đời vào năm 1929, và Đức cha Felix Mauri Haldeming OP, đại diện tông tòa giáo phận năm 1929 đến năm 1939, qua đời năm 1960. Vì được cải táng lần đầu là Đức cha Vinh Sơn Phaolô Phạm Văn Dụ, giám mục tiên khởi giáo phận năm 1960 đến năm 1998. Ngài qua đời vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1998 và được an táng ngay trước ngôi nhà Ngài mới xây làm tòa giám mục. Vì nhà thờ chính tòa đã bị đạn bom phá hủy từ năm 1967, phần mộ của hai vị chủ chăn đã cải táng một lần thì rất đơn giản vì không xây nấm lên trên, nhưng mộ của Đức cha Vinh Sơn Phaolô được xây rất kiên cố nên mãi đến 17 giờ chiều với sự tiếp sức của xe cơ giới mới chạm đến nắp quan tài. Mọi người đang tập trung đông đảo như nín thở và cất tiếng hát tạ ơn. Khi nắp quan tài bằng gỗ được bật ra để lộ nắp trong bằng ly lon trong suốt, mọi người ngỡ ngàng đến kinh ngạc khi nhìn thấy thi hài của Ngài như còn nguyên vẹn. Áo lễ trắng, mũ gậy giám mục, đặc biệt là gương mặt như còn hồng hào, với hàng chân mày đen nhánh rõ nét và mí mắt như chưa nhắm chặt. Nhân viên hành sự bật luôn nắp nhựa trong suốt, thi thể Ngài cứng như đông đá, vải vóc dày vớ vẫn còn khá lành lặn, ít đổi màu và không mục nát. Sau 15 phút, da mặt đổi màu trở nên tím tái, mí mắt khép lại. Dù chưa hết bàng hoàng và cảm xúc, chúng tôi cũng phải mau mắn bàn bạc quyết định đưa nguyên thi hài Ngài lên mặt đất, đặt lên giường, làm vệ sinh nhẹ, phủ cho Ngài một tấm áo lễ mới, đổi áo quan mới, làm nghi thức tẩm niệm cho Ngài một lần nữa và đưa Ngài vào hội trường trước nhà nguyện thánh thể cùng với hai chủ chăn đã yên vị trước. Chúng tôi không nói là phép lạ, nhưng quả thực đây là một hiện tượng khác thường tại vùng đất Lạng Sơn này. Theo nhận định của các cụ già hiện diện chứng kiến và của đội nhân công chuyên cải táng mà chúng tôi nhờ cậy, dù dịch bệnh và xa cách, các cha thuộc ba tỉnh trong giáo phận đã về tham dự tĩnh tâm khá đông đủ. Giáo dân cũng cố giữ giãn cách khi quây quần kinh nguyện. Chúng tôi đã dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các ngài vào lúc 8 giờ tối. Sau đó, các giáo họ của giáo xứ chính tòa cửa Nam, tòa giám mục và nhà dòng Đa Minh thay phiên canh thức kinh lễ cho các ngài suốt đêm, cho đến giờ dâng lễ vào lúc 6 giờ sáng nay 30 tháng 11, lễ thánh Andre Tông Đồ với lễ phục đỏ cầu nguyện cho các chủ chăn là những đấng kế vị các thánh tông đồ.
hai chủ Chan Thừa Sai dòng Đa Minh được an táng trong tầng hầm dưới tiền đường nhà thờ chính tòa trong những huyệt mộ đã làm sẵn. Đức cha Vincent Paulo được an táng bình thường trở lại ngay trung tâm của đền Mục Tử mới xây dựng, tại vị trí đền Thánh Đa Minh cũ phía trước nhà thờ chính tòa. Nếu không có dịch bệnh thì đây phải là hội lớn đầy hân hoan vui mừng gia đình giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Thánh lễ cải táng không được phép có đông đảo giáo dân tham dự, nhưng đã diễn ra thật ấm cúng và đầy xúc cảm lẫn vui mừng. Lịch sử 110 năm của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng như hội tụ lại trong dịp này, khi ba chủ Chăn sống chết trong ba thời kỳ khác nhau của giáo phận cùng về ở bên nhau giữa vòng vây của con cái. Riêng với đức cha Vincent Paulo, trong suốt tuần lễ trước ngày cải táng các chủ Chăn như đã định, chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng nếu đức cha Vincent Paulo mà vẫn còn thương giáo phận truyền giáo xa xôi hẻo lánh ít người biết tới này, thì ngài xin Chúa cho ngài hiện nguyên hình khi được cải táng. Ý tưởng táo bạo này phần nào đã thành sự thật. Vị mục tử huyền thoại mà giáo dân nơi đây rất yêu mến và luôn ghi nhớ đã trở lại với con cái mình như thế. Nhiều thân hữu ở xa khi nghe tin đã liên lạc với chúng tôi và đề nghị rằng hãy đặt nguyên thi thể ngài trong huyệt mộ đã có sẵn rồi, đặt lên trên một tấm kiếng cho giáo dân đến chiêm ngưỡng. Chúng tôi nghĩ rằng nếu đó là việc Chúa làm thì sớm muộn gì cũng không sợ mất mát. Viết mấy dòng này đến quý cha và anh chị em lúc này, lòng tôi vẫn còn nhiều cảm xúc bồi hồi. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và tri ân các chủ Chăn của chúng ta. Xin anh chị em hãy cầu nguyện cho anh em giáo sĩ chúng tôi có một tuần tĩnh tâm thật sốt sắng, để chúng tôi luôn biết dấn thân và cống hiến hết mình trên cánh đồng truyền giáo này, tiếp bước các chủ Chăn nhiệt thành và thánh thiện của chúng ta. Tôi đã soạn lời nguyện tắt này để khắc trên bia đá đặt dưới chân tượng Chúa Chiên Lành tại đài Mục Tử mới hoàn thành. Xin anh chị em cùng chúng tôi hiệp nguyện. Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, Chúa đã từng xót thương những đàn chiên không người chăn dắt. Xin Chúa ban cho hội thánh hôm nay những mục tử như lòng Chúa mong ước, để các ngài tận tâm tận lực thu hút và chăm sóc các linh hồn. Xin Chúa đón nhận vào hội thánh trên trời những mục tử đã hoàn thành sứ mệnh dưới thế, để các ngài tiếp tục truyền cầu cho chúng con. Amen. Thân ái kính chào quý cha và anh chị em. Lạng Sơn ngày 30 tháng 11 năm 2021, buổi tối ngày cải táng các chủ Chăn đáng kính. Giô-se Châu Ngọc Trì, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng.